Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình xã Trung Thành được xây dựng nhằm bảo vệ các công trình phía dưới. Khi đang thi công thì xuất hiện các vết nứt, sạt lở gây mất an toàn cho học sinh và giáo viên. Vì vậy, từ năm học này, các học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành phải di rời sang học ghép cùng với học sinh trường tiểu học Trung Thành. Tuy nhiên, do không gian hạn chế nên hai nhà trường phải chia thành các ca học khác nhau. Học sinh tiểu học học buổi sáng, còn học sinh trung học cơ sở học buổi chiều, gây khó khăn và vất vả cho giáo viên và học sinh. Trước tình trạng này, chúng tôi cũng rất mong muốn là chủ đầu tư cũng như là đơn vị thi công sớm là khắc phục để các cháu cũng như là các thầy các cô quay trở lại cái khu vực trường học để tổ chức lớp học trở lại. Dù cơ sở hạ tầng của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành mới xây dựng, nhưng trước nguy cơ sạt lở, chính quyền vẫn phải di rời toàn bộ đến địa điểm mới. Từ một trường học bán trú có khu nội trú cho giáo viên, hiện nay trường chỉ có thể dạy một buổi, giáo viên cũng được bố trí nơi ở mới cách trường 3 km và học sinh phải ngừng việc ăn bán trú tại trường. Bố trí sắp xếp các cháu, các em học sinh dồn sang học tạm, học nhờ bên trường tiểu học. Do sạt lở như vậy cho nên là nhà trường cùng với lại xin ý kiến của phòng giáo dục đào tạo dừng cái việc nuôi ăn bán trú các cháu trong cái thời gian mà đang xử lý sạt lở. Đối với các hộ dân sống xung quanh, Ủy ban nhân dân xã Trung Thành cũng lên phương án sẵn sàng di rời khi có mưa lớn, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công để nhanh tiến độ triển khai dự án chống sạt lở theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, công trình này vẫn đang phải theo dõi, chưa biết khi nào học sinh, giáo viên mới được quay lại trường học tập. Ngay từ đầu mùa mưa bão, thì trước cái tình hình nguy cơ không an toàn đó thì đã di chuyển từ đầu tháng 9, đã di chuyển số học sinh này và các thầy giáo, cô giáo đã ra cái điểm trường tiểu học, cái nơi an toàn để tiếp tục cái công việc học tập. Chúng tôi cũng đang chờ các đơn vị để theo dõi, quan trắc cái sự chuyển vị của các mái cơ, thì trên cơ sở đó làm cái tài liệu để đơn vị tư vấn thiết kế, làm cái bản vẽ thiết kế mới để xử lý lại những phần bị vết nứt sạt trượt. Để đảm bảo an toàn tránh nguy cơ sạt lở, Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa cùng Ủy ban nhân dân xã Trung Thành cần nâng cao hơn nữa mức báo động ứng phó với nguy cơ sạt lở, bảo vệ tính mạng tài sản của các công trình chưa di rời phía bên dưới. Cùng với đó, chủ đầu tư cũng cần nhanh chóng có phương án xử lý dứt điểm sự cố sạt trượt, nứt và hoàn thành công trình này.